Sáng nay, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Dương tổ chức hội thi sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả năm 2024. Tham dự hội thi có 10 đội đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tam Dương. Các đội trải qua 3 phần thi: màn chào hỏi, thi trắc nghiệm và phần thi năng khiếu. Tại phần thi chào hỏi, mỗi đội có 5 phút thực hiện phần trình bày thông qua việc thể hiện các tiểu phẩm, kịch, hò, về, ca hát với nội dung giới thiệu về đội và các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình, khu dân cư. Riêng phần thi trắc nghiệm, 10 đội thi trả lời các câu hỏi kiến thức cơ bản về năng lượng, cách sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các thiết bị phổ biến cho gia đình. Còn ở phần thi năng khiếu, các đội thể hiện kỹ năng ứng xử trong vận động tuyên truyền cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sau cuộc thi này là mong muốn là tất cả các cán bộ hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân, không những trên địa bàn xã Đồng Tĩnh và trên địa bàn huyện Tam Dương, sẽ biết cái cách để sử dụng cái năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Tôi nghĩ rằng tất cả các đội thi trong cuộc thi ngày hôm nay đều đã chiến thắng, bởi vì tất cả các đội thi của chúng ta đã được giao lưu, học hỏi và được thể hiện mình. Cuộc thi hôm nay đã đạt được kết quả rất tốt so với mục tiêu, kế hoạch mà ban tổ chức đã đề ra. Thông qua các phần thi, các đội thi đã thể hiện sự sáng tạo, hiểu biết của mình và truyền đi thông điệp tích cực về quá trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.